Và trong đó các bạn hậu coi thì các bạn phải chịu chấp nhận rủi ro của nó các bạn. Thì mình đã tìm và đã test cho các bạn là đồng coi có tên Kabusu trên CoinMarketCap. Đây là những cái đồng coi gác các bạn. Thì đây là dự án của nó các bạn. Kabusu được sinh vào ngày được sinh ra vào ngày 2 tháng 11 năm 2005 các bạn. Trong một xưởng sản xuất chó có truyền thống của Nhật Bản đã bị đóng cửa ngay và lập tức khiến Kabusu bị mắc kẹt tại trong nhiều nơi trú ẩn cho động vật của Nhật Bản. Chủ sở hữu Kabusu Atsuko Sato đã cứu vào năm 2008. Đây là như là giới thiệu dán đó các bạn. Thì mình chủ yếu làm coi lộ trình của nó các bạn. Thì giai đoạn của nó là phát triển cốt lõi nè, tiếp theo là nó khởi chạy nè, thì tiếp thị quảng cáo người có ảnh hưởng, bắt đầu và phát triển thử nghiệm nền tảng nè, áp dụng ứng dụng nó đã trên có mặt trên Coinmarketcap và Coinmarketcap nha bạn. Thì tiếp tục giai đoạn 2 của nó là thiết lập mạng lưới quan hệ đối tác giúp Kabusu chinh phục thế giới điện tử nè, ứng dụng CES nè, đấu giá NFT và tài trợ cho khoản quyên góp quy mô lớn hơn, nền tảng xã hội Kabusu sẽ phát hành bản beta các tùy chọn chắc chắn cho chủ sở Kabusu. Giai đoạn 3 thì tiếp thị quy mô lớn hơn, ứng dụng sẽ bổ sung nền tảng xã hội Kabusu bản phát hành đầy đủ. Tiếp tục thì giai đoạn 4 nó sẽ có mặt vào danh sách Binance nha bạn. Thì hiện tại nó trong giai đoạn 1 khởi đầu thì các bạn đây thâu được để mình qua trang CoinMarketCap các bạn. Sorry các bạn, mình qua trang BSCScan năm kiểm tra thì tổng cung của nó có 1 triệu tỷ token Kabusu nữa. Hiện tại có 93.000 holder nè, transfer 173.000 cũng chắc của nó nha bạn. Để qua trang CoinMarketCap mình xem thông tin tiếp theo các bạn. Thì trên CoinMarketCap thì hiện tại với giá là 0.2467 âm 7 con số 0 nha các bạn. Hai để mình qua mình coi nó có lượng tăng giá volume trong 24 giờ là lên 2467 27 nha các bạn. Mình thấy chỉ số nó cũng khá là tăng đó các bạn. Thì mình phân tích cho tất cả các bạn vậy, bạn mà gì mình hâu mình nên mình hướng dẫn các bạn hâu theo các bạn. Thì các bạn nào hâu thì hâu, không hâu thì có thể bỏ qua video này các bạn. Rồi, thì hâu được con này thì các bạn copy con chắc cho mình link mô tả với video của mình các bạn. Các bạn mở địa chỉ chút lát mình ra nè. Rồi, các bạn cho qua một đáp, các bạn chọn qua sàn Bankake Swap các bạn. Rồi, tất cả các bạn copy con chắc của nó vào tất cả các bạn. Bạn đừng dán con chắc của nó vào. Trời. Kasubu nè bạn, mà á con chắc của nó vào các bạn. Để mình qua mình coi một đô mình mua một đô được bao nhiêu token này các bạn. Qua BUSDT này các bạn. BUSDT nè, 1 đô nè. Thì các bạn sẽ nhận được 290 1 đô, các bạn mua 1 đô thì được 297.052 triệu token nha các bạn. Khá là rẻ luôn. Rồi mình mua bằng BUSDT các bạn. Ê, BNB chứ lộn. Mình mua 0.01 các bạn. Mua tầm 5 số đô bỏ đó các bạn. Nếu mình mua 0.01 thì mình được 17.000. Rồi nó tăng. Phải các bạn đem coi nó tăng hay giảm mà. Rồi, các bạn bấm swap nha các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn bấm vào confirm swap nha các bạn. Thì những bạn nào mà thâu không được thì các bạn chỉnh phí ra lên 20 nha các bạn. Các bạn bấm vào mục này nè các bạn. Phan để cho nó swap chút xíu các bạn. Rồi với số tiền mua là 6.34 các bạn, 0 chấm phí mạng là 0.01 BNB nữa các bạn. Rồi bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Ok, như vậy mình đã swap thành công các bạn. Còn bạn nào mà swap không thành công thì bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn chỉnh phí ra 20 nha các bạn. Ok, mình đã về rồi các bạn. Thì các bạn copy con chắc của mình các bạn dán vào các bạn.
tập đoàn Katsubu đó các bạn. Rồi các bạn mở ra các bạn, vì trước kia mình cũng đã thâu hết một mớ rồi các bạn, nên mình thấy con này nó khá là tiềm năng. Đó mục tiêu người ta. Ok, mình đã nhận rồi tất cả các bạn. Thì trước kia mình mới đã thâu các bạn. Thì các bạn lưu ý các bạn, các bạn vào thâu thì những cái đồng coin vào thời điểm nó đang giảm giá các bạn, và các bạn sẽ ra vào những thời điểm tăng giá các bạn. Còn những bạn nào không biết thì thâu vào những thời điểm tăng giá rồi xả ra những thời điểm giảm giá, nên các bạn sẽ lỗ chết nha các bạn. Ok, mình sẽ các bạn cân nhắc lại các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn hold con token Sakubu đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nhé.